Dự báo thời tiết chiều và đêm 22 tháng 8, phía Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ. Phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nơi nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và có dông rải rác, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội có nơi có nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ.